Nhà tôi có nuôi 1.000 con gà được 3 tháng tuổi. Một tuần trước thì có tiêm vaccine Newcastle, nhưng thấy gà có hiện tượng là liệt chân và ngoài ra thì vẫn bình thường. Đã dùng canxi và men tiêu hóa nhưng thấy không hiệu quả, đã bị 20 con. Hỏi nguyên nhân và cách điều trị. Vâng, thưa anh Nghi, câu hỏi của anh đã được chuyển tới chuyên gia Trương Văn Dung và nhận được lời tư vấn như sau. Vâng, xin chào anh Nghi. Thì tuần trước là có sử dụng cái vaccine Newcastle để tiêm phòng cho đàn gà. Thế nhưng mà sau đó thì nó xuất hiện cái hiện tượng tức là bị liệt chân. Thì đây là do tôi cho rằng là nó bị nhiễm cái virus Newcastle trước đó. Một số con có khi một cái quần thể trước đó dùng vaccine Newcastle phòng bệnh rồi. Bây giờ đến giai đoạn 3 tháng tuổi thì anh tiêm nhắc lại. Tiêm nhắc lại như thế thì có thể là những cái con mà nó hết cái miễn dịch bảo hộ rồi. Trên là khi mà nó lại bị nhiễm virus Newcastle rồi. Cho nên là khi tiêm vào thì nó dẫn hiện tượng như vậy, là cái dạng biểu hiện cái thể mà gây cái biểu hiện thần kinh, tức là gây hiện tượng bị liệt chân. Thế thì trong trường hợp như thế này thì tôi tư vấn cho anh Nghị là anh hãy dùng cái kháng thể kháng cái virus Newcastle. Gà 3 tháng tuổi anh trích cho tôi mỗi một con một ngày, anh tiêm 20 lít và tiêm 3 ngày liên tục như vậy để trị cái virus Newcastle. Và đồng thời quá trình đó thì anh dùng cái thuốc là trimetoprim kết hợp với cái thuốc sulfamethoxazole, anh cho nó uống lần trên ngày, chú uống 5 ngày liền liều lượng theo dẫn sản xuất. Và bên cạnh đó thì anh cho uống chất điện giải glucose hòa vitamin tổng hợp và men tiêu hóa, cho nó uống thay nước liên tục trong vòng 3-5 ngày thì nó sẽ hết hiện tượng đó. Tuy nhiên là toàn đàn đã dùng vaccine Newcastle rồi nhưng con không có biểu hiện gì thôi, coi như mình không cần phải điều trị, bản thân nó sẽ tạo ra cái kháng thể bảo hộ, cho nên mình không cần phải tiêm nhắc lại vaccine. Sau này nó có bị lai dấu cái mũi nhỏ vào nó chạm khẩu là lai qua lai lại á, như vậy á. Dạ vâng. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 6145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời. Tự điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145. Bấm phím 1, gặp chuyên gia trồng trọt. Bấm phím 2, gặp chuyên gia chăn nuôi. Bấm phím 3, gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia
cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3N VTC16. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu gì. Đúng như đánh bạc là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luộm của không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.